Đến thời điểm hiện tại, Tổng cục Thuế đã thực hiện hoàn thành tích hợp 93 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Như vậy, so với lộ trình đã đặt ra, ngành thuế đã nỗ lực hoàn thành trước thời hạn 6 tháng so với yêu cầu của Bộ Tài chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế. Các thủ tục hành chính được tích hợp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia bao gồm dịch vụ khai thuế, dịch vụ nộp thuế, dịch vụ khai giấy tờ, đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Với sự tích hợp lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, doanh nghiệp, cá nhân chỉ cần đăng nhập một lần, có thể thực hiện rất nhiều dịch vụ công của các bộ ngành khác. Đáng chú ý, việc kịp thời tích hợp thủ tục nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế đất đã tạo thêm một kênh thuận lợi để người nộp thuế có thể dễ dàng thực hiện thủ tục gia hạn. Tính đến ngày 7 tháng 5, cơ quan thuế trên cả nước đã tiếp nhận tổng cộng hơn 90.000 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, với tổng số tiền gia hạn là hơn 26.260 tỷ đồng. Cơ quan thuế đang tiếp tục tiếp nhận, phân loại xử lý đối với giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế, được nộp thông qua hình thức điện tử, bưu chính hoặc trực tiếp.